Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca. Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương mục quen thuộc này. Được làm chương trình phục vụ quý vị và các bạn trong những ngày Tết cổ truyền của quê hương luôn là một hạnh phúc lớn nhất của dân ca. Mùa xuân là mùa đầu tiên của một năm, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa của tình yêu đôi lứa, mùa của sự sum vầy. Đối với những người có cơ hội được về ăn Tết cùng gia đình thì mùa xuân sẽ trở nên trọn vẹn. Nhưng với những ai vì một lý do nào đó mà xuân này không được về ăn Tết cùng gia đình, thì Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mong được là một người bạn tri kỷ để mùa xuân này sẽ tràn đầy ý nghĩa. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng nghe yêu cầu của một thính giả ở Quảng Bình nhé. Vừa rồi là bài cải lương Mùa xuân ơn Đảng, lời của soạn giả Hoài Tâm do nghệ sĩ Linh Tâm và nghệ sĩ Cẩm Thu cùng trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với mục soạn giả bạn yêu mến. Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 60 năm kể từ ngày phát sóng chương trình dân ca đầu tiên, bắt đầu từ tháng 1 năm 2016, Hiệp hội dân ca xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một mục mới với tên gọi Soạn giả bạn yêu mến. Từ năm 1956, với một chương trình dân ca phát sóng trong một tuần đến một chương trình trong một ngày, cho đến nay đã có hàng chục chương trình dân ca phát sóng mỗi ngày trên tất cả các hệ phát thanh. Những người làm chương trình dân ca trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam rất đỗi tự hào vì cho đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam là nơi duy nhất phát đi hàng trăm bài dân ca và nhạc cổ truyền mỗi ngày, thu hút hàng triệu người nghe, góp phần không nhỏ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể nói cho đến nay, chương trình dân ca trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam có đủ các loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc như tuồng, chèo, cải lương, ca Huế, bài chòi, dân ca Nam Bộ, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca ví, dặm, đờn ca tài tử, v.v. Đặc biệt, trên 40 dân tộc anh em của đại gia đình các dân tộc Việt Nam đã có tiếng hát dân ca trên làn sóng phát thanh. Điều này cũng nhờ công sức không nhỏ của hàng trăm tác giả, soạn giả trên cả nước chung tay gìn giữ và lưu truyền các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của cha ông để trường tồn mãi mãi. Và các tác giả, soạn giả đó đã mang theo những thông điệp đầy ý nghĩa, tốt đẹp của Đảng, Bác Hồ, của quê hương đất nước thông qua những tác phẩm soạn đời mới của mình. Đây là mục giới thiệu những nét cơ bản về cuộc đời của các tác giả, soạn giả dân ca mà quý vị yêu mến. Vì vậy, hàng tuần vào chiều thứ sáu từ lúc 14 giờ đến 16 giờ 30, quý vị hãy điện thoại về số máy 04-39-39-3642 để tâm sự và chia sẻ tình cảm của mình với những tác giả, soạn giả mà quý vị yêu mến nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe xem soạn giả được yêu mến hôm nay là ai nhé. Tôi là Đặng Sĩ Tám ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu cho nghe lại bài Tình xuân xin gửi nơi quê của soạn giả là Mai Văn Làng, mà do là nghệ sĩ là Văn Chương là hát. Tôi và mọi người rất yêu mến cái bài này vì bài này là một cái bài rất là tình và cũng rất rất là hay. Đồng thời chúng tôi rất yêu mến soạn giả Mai Văn Làng vì nghe rất nhiều bài của soạn giả thì cảm thấy rất thấm thía và rất hay. Mỗi bài của soạn giả thì cảm thấy là sâu nặng về tình yêu quê hương đất nước. Cho nên muốn là ban biên tập cho biết là tiểu sử của anh Mai Văn Làng, cái cuộc đời làm nghệ thuật của anh như thế nào. Tôi là Hà Thị Phi, quê hương Đông Hải, tỉnh Phú Thái Bình. Lời đầu xuân, tôi xin kính chúc tất cả thính giả đang nghe đài trên toàn quốc cùng các cô chú, các anh chị biên tập chương trình dân ca Đài Tiếng nói Việt Nam một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hôm nay đến với chuyên mục soạn giả bạn yêu mến, tôi xin được tìm hiểu đôi chút về soạn giả Mai Văn Làng. Nhân dịp đầu xuân, tôi xin kính chúc soạn giả cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Là một thính giả nghe đài, tôi xin được cảm ơn soạn giả với những đóng góp rất chân tình, sâu sắc. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ được nghe nhiều hơn nữa những bài dân ca mượt mà đằm thắm do soạn giả sáng tác. Tôi xin được cảm ơn chương trình ạ. Tôi là Mạc Thị Phúc, ở Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Qua soạn giả bạn yêu mến, tôi rất muốn là đài cho tôi và cùng tất cả
khán giả yêu dân ca và yêu chèo. Trên cho tôi được biết là soạn giả Mai Văn Nạng là soạn giả biết viết rất nhiều thể loại, thế nhưng mà riêng về những bài hát chèo là tôi cảm phục và rất là đi những cái lời tình cảm của soạn giả viết ra tôi thấy rất đi vào lòng người. Qua chương trình cho tôi được biết giữa chuyện đời và chuyện nghề của Mai Văn Nạng, và nhân dịp năm mới tôi cũng chúc soạn giả Mai Văn Nạng có một sức khỏe và sẽ viết rất nhiều và rất nhiều những bài rất hay về chèo, hát văn rồi thẩm rồi cải lương tuồng. Cho tôi được nghe bài Tình Sân Xin Gửi Lê Quê, đó là bài hát văn nghệ sĩ Văn Chương thể hiện. Tôi cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã yêu mến chương trình và đồng hành cùng chúng tôi. Và thật vui khi Thúy Thúy đã có cuộc trò chuyện ngắn với soạn giả Mai Văn Lạng trong những ngày đầu xuân này. Bây giờ xin mời quý vị cùng nghe. Chào mừng soạn giả Mai Văn Lạng đã tới với mục soạn giả bạn yêu mến trong chương trình Nhịp Cầu Dân Ca ngày hôm nay. Chắc hẳn khi nghe những lời yêu cầu cùng những chia sẻ và sự yêu mến của những thính giả vừa rồi dành cho mình thì chắc chắn soạn giả sẽ có những lời nhắn gửi tới họ đúng không ạ? Vâng, trước hết thì rất cảm ơn biên tập viên Thúy Thúy đã cho tôi có cơ hội để trò chuyện với quý vị thính giả trong những ngày năm mới này. Thưa quý vị, Mai Văn Lạng rất là trân trọng cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả gần xa đã yêu mến trong nhiều năm qua. Đây là một phần thưởng vô giá đối với tôi. Hàng ngày hàng giờ khi bắt tay vào công việc hay khi viết, tôi đều nghĩ tới hàng triệu người đang nghe mình. Dạ vâng, và bây giờ thính giả đang rất là muốn biết về cuộc đời của soạn giả Mai Văn Lạng. Mai Văn Lạng sinh năm 1973 tại làng Cổ Hoạch, bây giờ là làng Canh Hoạch, ở xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội, là con đầu trong một gia đình nông dân, bố mẹ tôi thì làm ruộng. Ngay từ bé tôi đã nghe và yêu đài của Việt Nam, những làn điệu dân ca cứ thấm vào tôi, hàng ngày hàng giờ nó tuôn chảy trong tâm hồn của tôi. Quý vị các bạn có thể hình dung là bất cứ lúc nào khi mà đang làm gì, khi nghe trên đài có tiếng hát dân ca và chèo thì tôi đều dừng lại. Thậm chí có những hôm làm đồng cách đó khoảng 500 mét mà nghe loa xã phát chèo và phát cải lương, tôi cũng chạy một mạch về để mà đứng ở trên cái cột loa để mà nghe. Sau năm 1991, tôi thi đỗ vào trường Đạo Sư Nguyện Ảnh, khoa biên kịch. Và ở đây thì tôi may mắn đã tiếp cận rất nhiều người thầy, người cô yêu nghề, như là nghệ sĩ nhân dân Dịu Hương, nghệ sĩ nhân dân Bùi Trọng Đang, phó giáo sư Tất Thắng, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Khuê, tiến sĩ Trần Đình Ngôn, nhà thơ soạn giả Lưu Từ Đức. Và tôi không thể quên được những ngày đầu tiên khi tôi viết bài đầu tiên gửi cho Đài Việt Nam, tôi gặp được nhạc sĩ Dân Huyền, một người thầy, một người cha, một người bác, một người thủ trưởng rất là đáng kính của tôi. Ông đã chỉ tôi từng câu từng chữ. Năm 1996 khi tốt nghiệp Đạo Sư Điện Ảnh thì tôi trở thành cộng tác viên của Phòng Dân Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 1997 thì tôi thi đỗ và vào làm việc chính thức tại Phòng Dân Ca Đài Việt Nam từ đó cho đến nay. Năm 2004 thì tôi là phó phòng phụ trách. 2008 đến nay tôi là trưởng Phòng Dân Ca Đài Việt Nam. Dạ vâng, chắc hẳn để có được điều đó thì soạn giả Mai Văn Lạng đã có một hậu phương rất là vững chắc đúng không ạ? Vâng, rất là may mắn là bên cạnh công việc hàng ngày thì tôi rất hạnh phúc. Một người vợ hiền thục, cô ấy là một dược sĩ. Tôi có hai cháu trai, một cháu thì hiện nay đang lớp 11, là bút danh của tôi cũng là lấy tên cháu là Hồng Phong. Thế còn cháu thứ hai là Ngọc Quang, thì thi thoảng tôi cũng có lấy bút danh Ngọc Quang. Dạ vâng. Năm mới đã đến, tôi xin kính chúc quý vị thính giả an khang thịnh vượng. Và sau đây tôi xin được gửi tặng quý vị thính giả một tiết mục mà tôi viết được nghệ sĩ ưu tú Văn Chương thể hiện. Thế và tôi cũng rất hạnh phúc là tiết mục này đã được không dưới 10 nghệ sĩ thể hiện rất thành công. Tiết mục Tình Xuân Xin Gửi Nơi Quê. Bài hát này thực sự là tình cảm của tôi gửi về quê hương. Cái năm đó thì tận 29 Tết mới được về, cho nên là 28 Tết rất là nhớ nhà dưới quê. Nên có những câu là chầu này khăn ấy ai đưa, đàn bầu ai gầy đêm mưa giọt buồn, hóa thân về với cội nguồn, ngày xuân gửi trọn hành hồn nơi quê. Xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức. Cành mai sớm đẹp trong nắng mới, đón xuân về như gợi nhớ tình xuân. Giữa không gian lắng tiếng ai đàn, khúc hát văn rộn ràng xuân mới.
xuân đi gửi tới muôn nhà, hoa thơm trái ngọt đừng đà hồn quê gió đồng xào xạc ly tre ý à. Xuân vui hội lắng nghe ai đàn khúc vui dịu dạt tinh loan ý à. Quý vị và các bạn vừa nghe mục soạn giả bạn yêu mến với phần giới thiệu và trò chuyện với soạn giả Mai Văn Lạng.